Người đàn ông sở hữu kho báu của Việt Nam đang nắm giữ hơn 100.000 cổ vật trong suốt hơn 30 năm qua. Anh ấy nói rằng anh ấy đã chi ra khoảng 200 tỷ để lùng sục cả Việt Nam để mang về những cổ vật và cất giữ ở nơi đây. Là 120 triệu. Là cái lọ nhỏ xíu bằng ngón tay út mà giữ đây đúng hả? Đúng rồi đó anh. Đây là cái gối đắt giá nhất trong cái kho báu đồ cổ của anh Đinh Công Tường, hơn 2 triệu đô. Xin chào các bạn đã đến với anh Đinh Công Tường. Anh ơi, cho em hỏi cái là có phải anh vừa đạt kỷ lục thế giới không? Anh được 3 kỷ lục Việt Nam, wow. 1 kỷ lục Đông Dương và 1 kỷ lục châu Á. Và mới đây nhất luôn, anh được đạt kỷ lục thế giới tại Ấn Độ, 5.000 người trên toàn thế giới về dự. Và anh đi mấy bộ trưởng bộ nội vụ, bộ trưởng truyền thông, rồi anh Phạm Tuấn. Và anh được UNESCO công nhận luôn mấy em. Dạ, chúc mừng mấy em đi tham quan nha. Mới từ em đi tham quan. Trước khi tặng anh món quà, quà kỷ niệm của Độc Lập Bình Dương anh ha. Tiết lộ thêm với các bạn là kỷ lục thế giới mà anh ấy xác lập là người sở hữu giống như là cổ vật Việt Nam mà nhiều nhất thế giới đó các bạn. Bây giờ câu hỏi mà đặt ra là trước khi mà chúng ta khám phá cái kho báu của anh ấy thì nhờ ảnh cái là phân biệt cái nào là đồ cổ thật và cái nào là đồ bình thường hoặc là đồ giả. Cái đây là Phú đem từ nhà Phú lên nha các bạn, một cái chén với một cái tô, đây là cái thứ hàng ngày Phú ăn đó. Còn đây là hai món đồ cổ của anh Tường đó. Cái này Phú mua thì chỉ có vài chục ngàn thôi, còn anh Tường thì anh mua không biết là bao nhiêu. Anh sẽ không tiết lộ. Nhưng mà Phú thấy là cái đồ Phú có vẻ là ăn cơm có vẻ ngon hơn. Như vậy thì cái giá trị ở đây là nó như thế nào mà anh phải tốn nhiều tiền nữa thế? Anh nói với Phú ngay nè, chén của Phú á, để cơm vô á, để vào đêm thiêu liền. Vậy? Anh hứa với Phú luôn, còn chén của anh á, Phú để cơm để nguyên đêm không thiêu. Để qua đêm không thiêu? Không thiêu. Chắc không? Chắc chăm chăm luôn. Các bạn có tin không các bạn? Anh nói là cái đồ cổ của anh mà bỏ cơm ở đây để qua đêm nó không thiêu. Tại lý do sao anh phân tích cho Phú biết. Những chất liệu này á là bây giờ nó làm bằng mỹ nghệ và nó có giống như là ta có chất, có những cái chất để làm bằng cái công nghiệp, làm bằng cái công nghiệp rồi. Không làm bằng thủ công rồi. Còn đây làm bằng thủ công, người ta vẽ bằng tay. Và cái đất này là đất nguyên si trước khi làm một cái món gì á, là ngày xưa là bà con làm bằng tay, nắn bằng tay và vẽ bằng tay. Rồi cái chất liệu của cái một cái dòng cốm đời nhà Thanh như vậy nè, nó nằm thế kỷ 19 ha. Cái này ngày xưa là chỉ có dân mình xài thôi. Nhưng mà đặc biệt là sao em bỏ đồ ăn hay là cơm vô không bao giờ thiêu. Thì có chút anh tặng cho Phú một cái bát này. Cảm ơn. Tặng luôn cho Phú luôn. Cảm ơn anh nhiều. Phú về để làm đây là mình tặng cái chương trình, Phú làm chương trình với anh Đinh Công Tường. Và hôm nay anh tặng cho Phú về để làm gì? Mắc mình như cái mình nói đâu ai tin đâu, cho Phú về bỏ cơm nguyên một đêm nay có thiêu. Khi mà Phú hãy lên chương trình và la lớn lên vô đồ cổ nói phát. Cái thưa các bạn, anh Tường anh chỉ nói sơ như vậy thôi, nhưng mà bản thân Phú là hình dung được á, cái giá trị của những cái món đồ như thế này á, là nằm ở cái đồ cũ, đồ hiếm của nó. Và cái văn hóa, cái lịch sử nó hàm chứa trong cái món đồ như này. Đó, bây giờ để các bạn tìm hiểu thêm á, thì bây giờ chúng ta cùng khám phá cái kho báu của anh Tường. Em đọc trên mạng á, thì người ta đồn đoán là cái kho của anh á, kho báu của anh là trị giá là hàng trăm tỷ. Đó. Thì nhân đây thì anh có thể tiết lộ em một xíu được không, là cái giá trị nếu mà anh định giá thì khoảng nhiêu? Tại vì á thì cho anh Từ nói, nếu đã là chơi về cái đã về văn hóa, về cái lịch sử rồi thì khi mình nói cái đồng tiền ra thì nó cái văn hóa mình và cái lịch sử mình thì nó mất hay. Nhưng mà anh cũng tiết lộ với em, nói cho khán giả biết, đồ cổ nó vô giá, có nhiều món đồ á mấy chục tỷ cũng có, và món đồ á nó vài 300 triệu cũng có, và có những món đồ á nó 1-2 triệu cũng có, và có những món đồ 1-200 ngàn nó cũng có. Tại nhiều khi á các bạn chơi đồ cổ cũng biết rồi đó, thì á nhiều khi những cái đồ mà nó mang về cái sâu sắc về cái nền văn hóa giống như là đồ Lý Trần Lê hay là đồ đá thì rất ít ai sưu tầm, thì những dòng đó mà bán ra thị trường á thì lại không ai mua. Không, những cái người chơi được như anh Tường á, người ta mới thích sưu tầm. Thường thường á bây giờ ngoài xã hội á thì em thấy rồi, các sàn đấu giá toàn đấu đồ xanh trắng là đồ tàu, và những là đồ gì đồ ngữ, những cái đồ gì mà nó chạy thị trường á thì anh em ta mới thích sưu tầm để buôn bán để kiếm đồng tiền ra vô. Còn anh Tường là đam mê nên anh Tường á muốn sưu tầm từ cái gì mà thời đầu tiên
của đất nước mình khai sinh ra là anh Từ phải sưu tầm lại để nó gìn giữ lại gì một cái lịch sử và cái văn hóa cho con cháu mình sau này biết được. Còn như anh em mình á, con anh em mình bây giờ anh Từ giữ anh chỉ cái này kia tụi em mới biết được, còn anh Từ không nói ra thì thế hệ con cháu mình sau này đâu có biết được cái gì đồ cổ và đồ mới nữa. Đó, nếu anh Từ gán tức là em đang nhờ anh định giá, nhưng mà có lẽ cái chuyện đó rất là khó đúng không? Đúng rồi. À, vậy thì em có thể hỏi một câu nó cụ thể hơn là em biết anh là lùng sục tứ xứ trong 30 năm để sưu tầm đồ cổ, vậy thì cái khoản chi phí mà anh bỏ ra ước chừng khoảng nhiêu? À, anh ước chừng ra nếu mà nói đồ cổ á, thì anh nói thiệt với mấy em luôn á, là anh bán tổng cộng á, là 7 miếng đất rồi đó, 7 miếng đất mà chưa tính tiền mặt là nó phải như là 5 gòi không á, là hết 40 tỷ. Thì đồ cổ của anh á, hiện giờ á, trong tài sản của anh giờ cỡ trên 200 tỷ. Trên 200 tỷ? Trên 200 tỷ là tiền, tiền vừa bán đất và tiền mặt của anh bỏ ra là trên 200 tỷ anh sưu tầm. Nghĩa là cái mà anh đã tốn đó các bạn, chứ còn mà cái mà người ta có thể là đổi lại để người ta mua cái kho của anh thì nó cỡ như nào chứ các bạn ha. Cái này anh sưu tầm thôi, là anh sưu tầm. Không bán à? Anh chưa bán một món nào. Ôi trời. Em cứ hỏi Đinh Công Tường, em hỏi tất cả anh em trên đồ cổ ai cũng quý anh là vậy. À. Một món nhỏ anh không bán, không thích đó thì anh Tường tặng biếu về để có kỷ niệm thôi, còn bán anh Tường không giờ bán. Bỏ ra 200 tỷ để mua đồ cổ nhưng mà nhất quyết không bán bất cứ một món nào. Đó. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là anh mua để làm gì? Tại anh mua lại vừa anh đã nói từ lúc đầu rồi, anh muốn gìn giữ lại một cái kho báu để sau này cho thế hệ con cháu mình. Do đất nước mình không có những người nhân từ thì sau này ba cái không còn nữa rồi. Nên nó sẽ quên lãng đi. Quên lãng đi, và anh muốn giữ lại một cái gì dễ đẹp lúc anh còn sống và lớn mất đi, còn giữ một cái vẻ đẹp cho cái nền văn hóa Việt Nam mình. Thì thường thường anh đi các hội nghị thì các diễn đàn gia cũng đều nói là Đinh Công Tường một người gìn giữ về cái văn hóa Việt Nam mình. Là anh. Nếu anh không có mũi về tiền á, hôm nay anh mất thì mai anh kiếm lại được, nhưng mà những cái đồ gốm sứ đồ cổ á mất rồi thì em mua lại không được. Nên anh Tường muốn gìn giữ lại vậy thôi. Để các bạn hình dung được về cái giá trị của đồ cổ thì bây giờ Phú nhờ anh Tường nha chỉ ra một trong những cái món đồ mà anh thấy là đắt giá nhất trong cái kho báu của mình, thì anh có thể là chọn một món thử không? Mời em đi. Lại những cái dọc này nè, đây giống như cái em thấy cặp candy không? Cặp candy nhỏ xíu đó, candy chu đậu đó, cái đó gọi là núm vú. Đó đài chiếu rất nhiều và bên các đài truyền hình của nước ngoài cũng về rất là quay đó nhiều. Candy để là thuốc độc á, ông thuốc độc ngày xưa đó em. Một là mình đi á là mình hạ thủ người ta, còn không được tự mình hạ thủ mình á. Thì cái ông thuốc độc đó là bên bảo tàng Pháp á, trả anh Tường tính ra tiền Việt Nam mình á là 120 triệu. Là cái lọ nhỏ xíu bằng ngón tay út mà giữ đó hả? Đúng rồi đó em, đó, 120 triệu rồi đó. Là cái lọc bình tí hôn mà giữ đó hả? Đó, chính giữa có ống vòi đó em, đó, ống vòi đó. Candy chua đậu. Candy chua đậu. Ở trong đó là ngày xưa là chứa thuốc độc. Mình chứa thuốc độc để mình đi, một là đi qua chiều này chiều kia. Hạ đục thủ mà mình hạ người ta không được bị bại lộ là tự mình hạ mình luôn. Để mà không được mất đi bí mật. Tại vì đồ cổ á, là để làm gì? Nó là có một cái đồ này, đồ á, để như là đựng rượu nè, gia dụng có nè, và những cái đồ như là ống hít nè, nó vân vân, để thuốc nè, để thuốc độc nè, nó đủ hết đó em. Như vậy là một cái là 120 triệu. 120 triệu đó, hai cái 20. Hai cái là 240. Ôi giời ơi các bạn, hai cái món thôi mà mỗi món của nó candy, chua độc. Ngón tay út của Phú thôi mà trị giá 240 triệu. Cái thời mà nó được tạo ra là cách đây mấy trăm năm ạ? Thế kỷ 14 em. Thế kỷ thứ 14. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi các bạn ha. Là 600-700 năm. Phú có tìm hiểu thông tin thì được biết là anh là sở hữu những cái kỷ lục về bát này, là những sưu là nhà tô nè, dĩa, tô, bình, dĩa, rồi lọc bình hàng đầu Việt Nam. Đúng rồi, chính xác. Việt Nam. Đúng rồi. Đó. Nhiều như là cách đây 2 năm có một anh đại gia là anh Phú. Cao Phú Thịnh, anh trả anh là 300 tỷ, một phần nữa thôi anh chưa bán. Cách đây 3 năm một đại gia Cao Phú Thịnh, Cao Dương Phú. Cách đây 3 năm có một anh đại gia tên Phú là dám bỏ ra 300 tỷ để mua phần nữa là bảo tàng. Để mua một phần nửa số cổ vật của anh mà anh không bán. Đúng rồi. Trời ơi. Nhưng mà anh ơi, bây giờ mình để như thế này đó, giống như là mình bỏ một cái kho đồ không. Lộn xộn, nó không đẹp. Mà em có được biết là
cái giấc mơ của anh đó là làm một cái viện bảo tàng tư nhân, nhưng mà sao là anh vẫn chưa thực hiện điều đó? Tại vì á, nói thẳng ra tụi em á, ước mơ anh á, anh lẽ anh làm rồi, nhưng mà vì đam mê đồ cổ quá, nó cứ lôi cuốn anh. Anh mới đi một chuyến từ ngoài từ Bắc ra Nam để anh sưu tầm đồ cổ đó chứ, và thứ hai tuần tới anh đi tiếp một chuyến nữa. Tại lý do làm sao thu hút anh quá đi, nên cái thu hút anh, nên cái nguồn của anh làm á, nên anh chưa có mở được. Mà anh bây giờ thì anh đang hợp tác với một đứa em anh ở trên Củ Chi á, thì đang mở một quán cà phê bảo tàng đồ cổ, và là tham quan luôn một giống như là một khu dân chơi, tham quan luôn các loài chim này chim kia luôn. Nhưng bây giờ anh chỉ biết kết hợp với người ta thôi em. Có nghĩa là anh vẫn chưa có thời gian anh để chưa làm cái chuyện đó. Giờ anh chỉ kết hợp các quán cà phê thôi. Những các hình anh chụp anh dục lung tung, bằng nhận chứng nhận chỉ là UNESCO, nhiều lắm. Đây, anh đi APEC, ASEAN. Đây các bạn thấy thì đây là những cái kỷ lục mà anh đã được xác lập. Kỷ lục Việt Nam. Chắc có kỷ lục thế giới anh cắt bên nhà đúng không? Bên nhà Đông Dương, được Đông Dương. Dạ. Kỷ lục cho anh treo anh đem đây. Đây. Đồ đá. Đồ nhà đá thời Đông, thời mà ông bà mà tổ tiên mà đầu xài đầu tiên là đồ đá. Các bạn thân mến, anh Tường á là sở hữu những cái đồ từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 20. Đây là các món đồ đá ở thế kỷ thứ 1 theo giới thiệu của anh Tường. Anh ơi, nói kỹ hơn cho các bạn. Đây là đồ nhà đá. Đồ nhà đá thời đầu tiên của tổ tiên mà đầu xài đồ đá đầu tiên. Và những cái này như là dao nè, búa nè, liềm, bằng cá. Và trong đồ thời nhà đá này á, thì người ta muốn mài làm sao cho dao nó bén thì là có cục đá mài bằng đá luôn. Còn đây là đồ Đông Sơn thời chiến tranh. Đông Sơn là qua đời Đồng rồi, thời chiến tranh. Là khoảng thế kỷ thứ mấy anh nhỉ? 3000 mấy năm. Đông Sơn, em xịt Đông Sơn. Đông Sơn là 3000 mấy năm. Đây là nhông điếu ông Tẩu, này là của người Chăm mình. Người Chăm mình. Cái này em cầm được, em cầm được, cái này cầm được. Đây là dao đây. Đâu, cái nào xưa nhất đâu cho em một. Đây em. Úi trời. Dao làm là cá ngày xưa. Con dao này là cách đây 3000 mấy năm em. 3000 năm. 3000 mấy năm lận. Trời ơi. Phú đang cầm một con dao cách đây hơn 3000 năm mà anh Tường sở hữu được. Đây là một trong những món đồ cổ nhất trong kho báu của anh Tường. Con dao này làm bằng đá các bạn. Đây là thời đồ đá. Anh có thể chia sẻ để anh sở hữu này với giá bao nhiêu được không anh? Đồ này á, em thì sao mình nói tiền cho nó mất cái văn hóa thì nó khổ vậy đó. Nên không nói tiền được, nhưng mức mình nói tiền cho giống như buôn bán. Anh đã tốn 200 tỷ để mua đồ cổ mà nhất quyết không bán một món nào. Cái nào là đối với anh cũng giống như là đứa con tinh thần vậy các bạn. Đây là cái gùi nè, bén lắm nha. Bằng đá mà bén dữ hả? Bén đâu hết, sàn ngày xưa bén lắm, cái này chưa mài đó. Chưa mài nó bén vậy đó. Ôi trời ơi, bạn, cái đây là 3000 mấy năm. Nhiều. Hơn 3000 năm. Lữ rìu hơn 3000 năm nữa các bạn. Cái này là phát hiện ở cái vùng nào anh? Cái vùng này á, cái những con dao này là anh mua ở ngoài Quảng Trị. Đào lên đường, lấy soi đào lên đường á. Quảng Trị. Anh ơi, bây giờ ví dụ như có một người ở Quảng Trị mà nói anh tới mua một cái món đồ mà người ta nói là hơn 3000 năm thì anh làm cách nào để phân biệt đây là đồ cổ thiệt hay là đồ cổ giả? Tại vì trong nghề của anh á, anh giờ mới biết đá mới đục và đá cũ, đá mới và đá cũ anh từng biết liền. Tại vì á, mình chỉ cần một cái tiếng thanh của đá thôi là mình đã biết rồi. Mình cầm như này. Là biết rồi, còn đá kia không làm được. Cái tiếng này là tiếng 3000 năm vọng lại các bạn. Cái đá kia thì nó âm nó như thế nào? Nó bọc. Úi trời. Còn đây đồ Đông Sơn. Là đồ đồng. Đồ đồng Đông Sơn em, thì 3000 mấy năm. Đây thì anh phân biệt cho em. Đây là những cái mũi giáo này á, thì là của dân, của lính xài thôi. Em cầm cho biết là Phúc. Của lính xài thôi. Còn của quan á, thì là nó vậy. Đó của dân. Đó. Đây của quan nè, cái này của quan xài hết, hay cái này của quan, còn lính á chỉ được cầm cái này thôi, lính thì những cái này thôi. Và ngày xưa nó còn cái con dao nữa. Em nhớ không, tấn công em nhớ không đó, tấn công để ấy nè, cái này mang về lịch sử văn hóa hết em trai. Anh Tường chỉ có anh Tường là siêu tầm thôi chứ mai á là người ta cũng nghe tiếng tăm anh nên là phát hiện món đồ cổ gì là người ta họ tìm cách liên hệ để anh. Liên hệ anh hết à? Tất cả đều phải liên hệ anh Tường hết.
trả 300 tỷ để mua nửa cái kho này mà không bán. Nghĩa là cái kho của anh muốn sở hữu phải trên 600 tỷ mà. Nhưng mà mình nói... Nè Phú ơi! Dạ? Đây đồ mới nè. Ui dạ, à đồ mới đây hả? Đồ mới đó Phú. Đồ đá đây. Đồ đá, đá mới đó, tiện rồi đã tiện ra để nó bán, nó lừa đó. Đây nè các bạn nè, đây là cái một cái món đồ đá. Đồ mới luôn. Mà ta có... Tiện ra để bán. Người ta có ý định là người ta lừa anh Tường đây. Này. À, nhưng mà sao anh cũng mua? Anh mua để mình phân biệt, để 21 đài các đài truyền hình, truyền thông xuống quay để mình phân biệt cho đài truyền thông mình chứ. Âm thanh của nó nè các bạn, âm thanh của đồ giả này nha. Ủa, cái tiếng nó không có thanh giống như nó bốc 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 còn đi à. Kia là đó kỳ lắm. Ủa. Nó không có trong. À, cái tay của bạn đi thẩm định đồ cổ nó phải nhạy nha các bạn. Nếu mà cái tay mà hơi ù ù cái là bạn sẽ mất số tiền không nhỏ đâu đó. Bốc 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 bốc. Mình nói phải bắt cho thằng đó cho phải ấy đàng hoàng chứ. Dạ. Đã mình đã có tiếng tăm với thế giới đã công nhận mình rồi, mình nó bậy chết. Yeah. Anh Tường được cái là tất cả mọi anh em mới biết chơi á. Yeah. Đều gửi hình qua Zalo anh Tường coi giùm hết đó chứ. Dạ. Yeah. Yeah. Cái này anh là cái thời nào đây anh? Cái này đời thời nhà Minh cưng. Thời nhà Minh nhưng mà tái bản lại. Tái bản lại, đúng đời nhà Minh á thì những cái dĩa này nó không còn nữa. Thì sau này người ta mới tái bản lại, thì trong các giống như là các cung đình lễ này kia thì người ta mới để giữa sân rồi để trái cây lên rồi ai lại lấy ăn và lấy ăn đó Phú em. Thời nhà Minh thì mấy trăm năm rồi anh nhỉ? Đời nhà Minh thì thế kỷ chứ 17 18 vậy thôi. Wow. Minh 18. Vài trăm năm rồi các bạn. Đâu các bạn ra đây có hình dung được là cái số lượng mà đồ cổ mà anh sở hữu nhiều đến mức như thế nào và nó đang được để lăn lóc vào đây thấy thương quá các bạn ơi. À. Trời ơi đồ cổ mà anh để vậy nè các bạn. Ai mà nhìn nhầm là cứ tưởng là cái kho phế liệu. Cái này là đồ gốm mà anh. Đồ gốm ốc eo đó em. Ốc eo. Ốc eo đó em miền Tây mình đó em. Dạ. Ừ. Cái này là bao nhiêu năm rồi anh? Ốc eo thì nó nằm cũng từ thế kỷ 4 trở lên nè, thế kỷ 4, thế kỷ 5 lên rồi. Rồi. Hả? Từ năm đây này. Từ năm là cũng là ngàn rưỡi năm rồi các bạn. Ừ, cái từ năm này. Ừ. Cái này tồn tại 1500 năm. Đốt eo em. Mà sao anh để đây nhìn nó thương quá vậy anh? Tại vì anh chưa có mở bảo tàng được, anh để anh đâm anh mua cứ để vậy. Dạ. Vậy đại gia nào mà xem Độc Lạ Bình Dương mà có nhã ý là phối hợp với anh Tường để mình mở những cái quán cà phê hoặc là những cái khu du lịch nào có trưng bày những cổ vật như thế này. Dạ là Phú ơi, đi làm được liên hệ anh Tường. Dạ. Phú nhớ anh Doi này không? Có nè. À, biết làm gì không? Nhớ chưa? Để trên cái đầu cổng. Không bậy nữa, sai lầm. Phú, cái này là ngày xưa để tâm. À để tâm. Quên hả? Rồi, rồi, chưa? Rồi, cái to hơn mới để trên cổng. Anh tặng Phú một ông Doi cho may mắn à. Rồi, cái này bao nhiêu năm rồi anh? Thì cái này nó nằm thế kỷ 20 thôi Phú. Thời, à, ông bây giờ ra. Anh đi nói Phú đâu bây giờ, ông nội của Phú nhiêu tuổi? Ông nội em bây giờ cũng trăm tuổi rồi. Trăm tuổi trên trăm tuổi, xong, trăm hết. Trên trăm tuổi ha. Một cái còn bà xã em xỉ một cái. Đây, hai loại, đẹp chưa? Đẹp, cảm ơn anh chưa? Oh, cưng quá, nhìn cưng quá các bạn. Chắc là anh mua lại từ cái xưởng nào á. Không có Phú, cái này á, anh em Phú á. Phú cứ hỏi anh em chơi đồ cổ đi, chúng ta biết anh Tường mua khi 5 con, 2 con khi 1 con Tường cứ mua. Dạ. Yeah. Kiểu như là kiến tha lâu đầy tổ đó Phú. Dạ. Yeah. Chứ bây giờ nó một con đống tiền đi chơi đồ cổ như đây chơi không nổi đâu. Mình đâu phải đại gia đâu. Anh là một cậu bé cũng lang thang hè phố bấm báo bấm báo á. Anh làm đủ nghề. Yeah. Ừ. Từ cái kiện đó anh mới có tiền, anh mới bắt đầu cái ước mơ của anh á. Rồi anh mới đi săn lùng đồ cổ. Mà anh không ngờ đồ cổ đó mà làm cho anh Tường được thành công và được nổi tiếng. Yeah. Dựng danh cho đất nước Việt Nam và dựng danh cho gia đình anh và bản thân anh. Dạ. Yeah. Em hỏi này hơi nhạy cảm tí là cứ em, nói đi em. Có đọc trên báo á, thì nghe nói là anh từng tiết lộ á, là anh tuổi thơ không những cơ hàng mà không còn được đi học nữa. Không đó, không được học em. À. Tại vì lúc ba anh năm 75 á, thì anh theo ba anh vào Nam. Yeah. Gia đình cách mạng thì ba anh theo đường lối của Bác Hồ. Yeah. Và để ba anh này làm giám đốc cục kho bây giờ đất đá đường Trần Xu á. Mẹ anh là một bà nuôi chở cho công nhân. Yeah. Thì gia đình nghèo quá thì anh Tường đầu quay không học hành thì không có tiền. Yeah. Từ đó đầu năm 82 anh Tường phải đi bán báo lang thang hè phố. Ừ. Rồi đi bán nước sâm, bán thang. Yeah. Rồi bắt đầu cái đi bỏ bánh mì, giữ xe đạp ở chợ Sài Gòn, bán đồng hồ. Anh Tường làm đủ thứ, nói mà nước mắt thôi. Cả xã hội này á, người ta bất cứ cái nghề gì anh Tường cũng có giúp trong đó. Bán lạc son, bán trái cây cái gì cũng có. Nên anh Tường trưởng thành là được đời.
Dạ. Mà được ngày nay anh từng học được đời, anh từng được như ngày nay. Dạ. Nhưng mà đến bây giờ là anh cũng không học chữ luôn. Không học chữ luôn. Dạ. Nhưng mà anh từng vẫn đi. Nhưng mà cái công tác của anh từng thích nhất là gì? Làm công tác thiện nguyện. Anh dạ. từng làm công tác từ thiện cũng được gần 30 năm rồi. Dạ. Anh thích làm từ thiện lắm. Dạ. Thì tụi em coi đài truyền thông báo chí thì em biết anh nhiều dạ. mà. Dạ. Như vậy thì anh làm cách nào để anh có một số tiền lớn mà đến hàng trăm tỷ như anh nói để đi sở hữu những món đồ cũ này? À thì anh nói với Phú là giúp may mắn thì anh từ mấy cây kiển này. Yeah. Thì quê anh ở Bến Tre thì ở Bến Tre mấy bác mấy cô cho được mấy cây mai, mấy cây bông anh mang về anh chơi. Thì vô tình á thì Tết anh mới có bông á thì ở Phó Đức Chính, hồi đó ở Phó Đức Chính lận. Thì cái anh đó người qua anh mới thấy anh mua. Anh mua thì chắc anh mua cho anh gần 1 triệu bạc mà ngày xưa vàng nó rẻ lắm. Thì anh lấy từ cái cây kiển biết có là có giá trị là từ anh lấy số tiền đó rồi anh đi mua cây kiển anh buôn bán từ và từ cái kiển đó mà anh phát triển lên và anh trở thành có người có tiền và anh đi sưu tầm đồ cổ và anh có tiếng từ đây, anh nổi tiếng từ 2005 tới giờ luôn đó. Dạ, nhưng mà chỉ có mua bán cây cảnh kiển thôi em. Chỉ mua bán cây kiển mà có được cái gia sản 200 tỷ thì đi mua bộ đồ cổ nghe nó em cũng chưa thấy thuyết phục lắm mà. Anh bán cây kiển gì? Cây kiển gì? À anh là chuyên bonsai Phú. Anh bán 3 cây mai chứng thủy thôi là anh đã lời được anh đã mua được miếng đất rồi. Từ miếng đất anh bán ra lời thêm nữa. À, nghĩa là có thêm bất cảnh bất động sản nữa. À rồi em hiểu rồi. Dạ. Anh bây giờ ví dụ như có một người gọi anh đến rồi cái anh làm như cách nào đến thẩm định đó là đồ thật hay đồ giả, chỉ mình nghe âm thanh rồi mình sờ mó thì có cách nào để nó khoa học hơn không? À, tại vì anh nói mấy Phú nghe nè, tại chơi đồ cổ này á nhiều giáo sư tiến sĩ lắm. Dạ. Nhiều giáo sư tiến sĩ và cũng hỏi anh Tường, hỏi sao Tường ơi sao em không biết chữ mà sao em giỏi quá cái gì em cũng biết mà anh có học qua mà anh lại không biết, thì anh mới là dạ thưa mấy anh á, anh học qua sách vở, anh coi sách vở thì không giờ anh phân biệt được đồ thật cái đồ giả. Và anh Tường được cái lý do sao anh Tường biết được là anh Tường cầm được thực tế và anh Tường học hỏi được cái thực thế ngoài xã hội và anh biết được cái món nào đó đất men nó làm sao, đồ mới nó làm sao, đồ cũ làm sao. Nên tất cả anh học bằng cái kinh nghiệm của bản thân anh. Tức là anh đam mê lĩnh vực đó rồi anh tích lũy dần trong cuộc sống đúng không? Đúng rồi. Chị ơi, đây là bà xã của anh Tường. Chị ơi, cho em hỏi là không biết là cái sở thích của anh Tường mình là sưu tầm những đồ cổ trên thế giới thì tốn rất là nhiều thời gian cũng như là rất là nhiều tiền bạc. Chị là một người vợ thì chị nghĩ như thế nào ạ? Chị thì đơn giản, chị không nghĩ, giống như anh thích thì anh chơi thôi, chị không có cản. Ủng hộ hết mình. Chị ủng hộ hết mình. Em còn được biết là hồi xưa là anh Tường có lấy vàng để đi bán mua đồ cổ đúng không chị? Đúng rồi. Cái đó là anh đam mê á thì anh chơi. Chị kể lại một xíu về kỷ niệm của mình được không? Thì cái đó là giống như là chị cất á, thì ảnh thích đồ và ảnh lấy ảnh đi bán, ảnh mua xong rồi về ảnh nói chị nghe thôi. Chị bình thường á, như vợ em đi mình lấy vàng của nó đi bán nó giận ghê lắm, nhưng mà sao chị lại không? Chị thấy ảnh đam mê thì chị kệ ảnh thích thì cho ảnh chơi chẳng. Đồ cổ mà đam mê đồ cổ mà đâu có hại gì đâu. Dạ. Các bạn, đứng sau thành công của người đàn ông đó chính là sự ủng hộ của người phụ nữ thầm lặng nha cả nhà. Bây giờ anh Tường sẽ dẫn Vinh cùng với anh Phú đi xem thử những cái món đồ bảo vật của anh Tường gọi là xem là có giá trị nhất nha cả nhà. Phú ơi, trước mắt anh cái đây là một cái bình này là gọi candy hai bầu mà hiện giờ là bảo tàng Pháp, các bảo tàng bên nước ngoài còn chưa có. Độc nhất chưa nhỉ? Phú đang cầm một candy hai bầu, một cái tác phẩm candy hai bầu. Anh nói đó là candy hai bầu mà giá mà có người trả cho anh hơn 400 triệu rồi mà anh không bán. Chính xác là 450 hả? 450 đó, em trả tính trong nguyên tiền Việt mình á. À, nhưng mà anh thì cái niên đại nó là bao nhiêu á? Giá trị cái này niên đại nó là chu đậu thế kỷ 14 15 em. Và cái này ngày xưa là cho các quan huyện á là đổ rượu đây và lại dắt rượu để uống. Nên bây giờ hiểu mà anh nếu mà có khách quý là anh vô anh đuổi đây rốt luôn hả? Không dốt được em, bảy cái là chết anh luôn á. mẹ bảy cái chết anh luôn. Ra mời cho em lên lầu ha. Ừ. Nhà phòng của anh ngủ đi. Đồ quế. Đây là những dòng gốm quế đây. Đó thế kỷ 18 đó em. Thế kỷ 18. À. Ừ. Như là những cái tô này nè là ngày xưa nó dễ phụng mà là cho hoàng hậu ăn. Cho hoàng hậu ăn. Hoàng hậu là phụng, còn vua là gồng. À. Gồng năm móng. À, em phải nhớ giùm anh những chi tiết vậy nè. À. Tại ngày xưa những cái chi tiết mà để xài người ta phân biệt lắm. Thì theo cái đại thời nào vua xa xôi vua ăn kiểu dễ tính sao? Rồi quan ăn tích sao, rồi dân giả ăn tích sao, chứ không được ăn lộn xộn. Đây là cái chén cho cái tô cho hoàng hậu ăn. Đó các bạn. Ủa sợ.
Nghĩa là có một hoàng hậu nào đó đã ăn cái tô này. Đúng rồi. Và cái tô này nằm ở nhà Đinh Công Tường. Anh có thể kể cho em về một món đồ mà như anh lao tâm khổ tứ, anh khó khăn mới có được nó không? Mà anh kiểu như khó nhất của anh á. Có chứ, dạ. Nhiều chứ. Nó giống như cái gối này nè em. Đây, anh cầm ra ngoài luôn đi. Độc bản luôn, không có cái thứ hai luôn. Cặp này là không có cái thứ hai. Không có cặp thứ hai luôn cơ. Đó cặp để đũa đó cơ. À đừng đũa đó hả? À để đũa đó ngày xưa. À cái này chắc là có lẽ là người ta dán lên tường. Để tường á, nó móc sẵn tường. Đây các bạn, tô minh. Các bạn hình dung nha, cái đây là ngày xưa là sẽ được gắn lên tường như thế này. Để đũa rồi đó em. Rồi để chén để đũa lên lên cái lỗ trong này, sọ đũa trong này. Không biết là nó ở thời nào vậy anh? À cái đó thế kỷ 19 em. 19 cũng gần đây thôi. 19 thế kỷ 19 mà cặp đó cả 100 triệu của anh á. 100 triệu đó hả? Ờ gần cả 100 triệu của anh á. Cái này 100 triệu các bạn. Một cặp đó nha em, đừng nói một cái người ta nói mình để dốc. Dạ, một cặp, dạ. Một cặp 100 triệu. Và đây anh giới thiệu đây, cái này là đắc lực nhất của anh đây. Cái gối này là gối đời nhà Minh, Minh Mơm đầu. Cái này là ông Thái Tử, Thái Tử nè. Ông mới chào đời ra, thì ông Quang á, ông mới đặt cái gối này ông tặng cho Thái Tử. Thì cái gối này á, thì được cách đây 2-3 năm, em xài trên mạng vẫn còn. Cũng có một cái gần gần giống như mà cũ, đấu á là 2 triệu mấy trăm ngàn USD. Úi trời. Ừ. Là khoảng gần 50 tỷ. Thì đó, 2 triệu mấy trăm USD em xài trên mạng vẫn còn. Hơn 50 tỷ. Ừ. Úi giời. Đây thì cái gối này á là anh từng công đắc nhất luôn. Công đắc nhất luôn, rất là nhiều người á nói mà chơi về đồ cổ thì giờ bây giờ luôn toàn quốc luôn, không có cái thứ hai. Và toàn thế giới á thì anh có thể là anh được đấu một cái á thì nó tương tự giống này thôi, chưa chắc giống cái này. Dạ. À, đây. Đây cho em cầm đi. Trời ơi, Phú đang cầm trên tay một cái gối mà làm bằng gốm sứ mà anh nói là có giá của nó đâu tầm một khoảng hơn 2 triệu đô. Hơn 2 triệu đô, đấu giá trên thị dịch thị trường thế giới. 50 tỷ, cái gối này 50 tỷ. Trời, nhưng mà sao cái gối mà làm bằng gốm sứ thì nó cứ ngắt là sao? À, ngày xưa này tất cả là bằng gốm sứ hết em. Yeah. Làm gốm sứ xong thì ở trên đó người ta mới có một tấm vải đỏ. Yeah. À thì em coi trên em search trên mạng thì em coi vua chúa ngày xưa đó. Yeah. À, thì có một cái tấm vải đỏ nằm đây. Ờ, gốm đời nhà Minh. Đời nhà Minh là bao nhiêu năm? Minh nào? Thì nhà Minh cách cái thế kỷ 17 16 17 đó em. 16 17. Dạ. Yeah. Trời ơi. Minh màu. Thế kỷ thứ 10, nếu mà 16 thì cách đây là đời nhà Minh đó cơ. 4-500 năm các bạn ơi. À. Thôi thì mày ăn kẻ ha. Thôi thì mày ăn kẻ ha. Thôi thì mày ăn kẻ gối ha. Mày muốn làm quan ha. Là Phú đã gối được lên cái gối trị giá 50 tỷ rồi nha các bạn. 50 tỷ không quan trọng Phú, nhưng quan trọng là cái niên đại. Dạ. Cái niên đại mà được nằm lên đó mới gọi là có giá trị. Dạ. Phú Thái Tử mới được gói lên cái này nha các bạn. Tức là đúng theo rồi. Lời anh kể là cái này là được làm. Có chữ em có. Là được tặng cho Thái Tử. Mà Thái Tử là ai? Thái Tử tức là con của vua. Con của vua. Chào đời ra thì ông Quang ông mới làm ông tặng. Cơ duyên như thế nào anh sở hữu được cái món này anh? Cái này cũng may mắn lắm em. Thì cái này rất là may mắn. Cũng từ một cái người và từ một cái người dân thôi. Thì người ta bán đi. Người ta bán đi, có thể người ta đào hay sao, cái đó mình không biết được cái nguồn gốc của nó. Dạ. Thì thằng em đó cũng nhà cũng tên là Sơn. Thì thằng em đó mới săn lùng lại của một cái người đó mua. Và xung lượng nhiều tay. Thì ngày xưa lúc đó mấy đứa em nó săn, nó bán nhà tờ cho anh á. Là nó chỉ là nói là gốm lát theo. Mấy đứa em nó không biết có đó theo. Em hiểu không? Cuối cùng mình về mình coi ra nó là gốm đời nhà Minh, Minh Mào. Ừ. Là tức là phát hiện thì ở Việt Nam nhưng mà nguồn gốc thì nó ở tận bên Trung Quốc. Đúng rồi, thì tất cả là đồ Thanh nè, đồ Lý. Đồ Lý, đồ Minh à, tất cả giờ nằm ở Việt Nam mình không chứ đâu có nằm nước ngoài em. Ờ, nằm ở Việt Nam mình không à? Không, ý là em nói là nhà Minh của Trung Quốc. Trung Quốc nhưng mà nhiều khi á nó lạc loài mình đâu có biết được. Lạc loài mình đâu biết được. Ý là anh nói là tặng cho Thái Tử là Thái Tử của Việt Nam mình hay là Thái Tử của Trung Quốc? Trung Quốc chứ, nó có chữ đây luôn mà. À. Mà sao biết lạc gì đây luôn của mình. Nó có nha. Để Phú lấy Google dịch cái chữ này ra là cái chữ gì vậy? Ừ. Chưa ra Phú. Nó ra được hai chữ sau là gia đình thôi, còn cái chữ đầu là nó. Thôi khán giả Độc Lạ Bình Dương dịch dùm cho Phú năm chữ hoa này nha. Dùng Google dịch thì ra chữ đây chữ và chữ gia đình thôi, còn hai chữ này nó viết nó nối nét với nhau á nên là điện thoại dịch không ra.
Còn ở đây là dịch thoáng nghĩa là người nào mà gối trên này thì giống như là trên một cái điềm lành vậy. Đó, tô của quế nè. Nó dễ sắc nát không? Đó, em cầm thử đi, em cầm đi cho em phân biệt. Đó, em cầm nè. Đó, tô quế đó. Tô quế. Tô quế cả đó, em đẹp không? Sắc nát đẹp không? Nè, đúng đẹp không? Đẹp không? Đúng cái này sắc nét hơn nè. Đồ quế mà. Dạ. Men nó già, nó em men tàu nè, anh phân biệt cho Phú coi luôn nha, Phú không phải am hiểu được. Nè, em gọi nó men khác nhau không? Đúng rồi. Khác nhau không? Cái men của quế nó có chiều sâu hơn phải không? Chiều sâu không mà đây nó dễ, dễ đậm, còn nước men của đời sau này á thì nó màu xanh trắng. Dạ. Nên hai cái giá trị nó khác nhau hoàn toàn hết. Nên chơi đồ cổ phải am hiểu, không hiểu là thua hết. Mà âm thanh nó có khác nhau không anh? Khác chứ, khác nhau hết. Cầm mấy cái món đồ này hồi hộp quá các bạn ơi, sơ ý một cái là đi mấy trăm triệu không. Nhiều đồ mắc tiền lắm. Đứng ở đây mình cũng thấy kiến thức của mình thấy mà mong manh yếu ớt quá. Em đồ quế nè, em cầm coi. Em cầm nó mỏng dính nó mê đó. Mỏng. Dạ. Yeah. Còn đồ tàu em cầm cái nặng hơn. Chơi phải phân biệt không biết đâu được đó. Dạ. Rồi cái này phải mất tiền, cái này biết bao nhiêu lần. Nói vậy đó. Thì các bạn đúng là thiệt là nhà anh mình thấy là cái đồ quế nó mỏng lét giống như là nhôm bây giờ vậy á, nó mỏng cả đó các bạn. Còn cái tô của bên tàu thì nó nặng 19 hơn. Đó. Cái đây là 19, còn 19. Đây là 18. Đây là thế kỷ thứ 18, rất là nhẹ. Đây thì sinh sau để muộn hơn, nặng hơn. Anh kể một cái cú lầm nào anh thấy đau á. Cú lầm anh đau nhất á thì anh nói Phú á, thì anh bị một đứa em đó cho đệ tử nó gài anh á, như là đi qua một cái nhà đó ha, đi qua một cái nhà vô sâu lắm ở quận 7 á, hồi đó không có bạn cho bạn Phú Sưng. Chắc anh vô sâu trong đó thì cái nhà lá thì để những cái bình mới, những cái bình đồ mới bây giờ á, mới thôi. Thì bắt đầu có để khăn tang trong đó, thì anh là người thương người, anh thì quá làm từ thiện. Thì ông nó ra khóc lóc để vợ tôi mới chết thì khăn tang vẫn còn chỗ mua dùng cho tôi sửa nhà. Thì anh từng cũng mua. Nhưng anh mua hết lô đồ đó luôn 50 triệu. Nhưng may mắn sao 50 triệu lúc đó nó cũng là 10 cái vàng. Nhưng may mắn sao anh Tường á mang về đây thì cách đây 3 năm thì anh em bên Trung Quốc qua đó, nó thấy nó cũng mua lại gồm giùm anh hết luôn, anh Tường bán được 150 mấy triệu. Đây thưa cả nhà là kỷ lục Guinness của thế giới mà đã trao cho anh Đinh Công Tường. Phía bên trong đây đây là chứng nhận. Anh Tường ơi, cho em hỏi là để mà đạt được cái kỷ lục Guinness thế giới như thế này thì mình phải trải qua như thế nào ạ? Như là được cái là được công nhận vậy á, là em phải trải qua được bao nhiêu kỷ lục Việt Nam. Dạ. Kỷ lục Việt Nam xong rồi kỷ lục Đông Dương. Đông Dương xong châu Á. Nhưng mà trước khi được một kỷ lục vậy á, chứ là châu Á thì bên Trung Quốc rồi các nước châu Á nó đại diện một hai người ta về ta coi trước. Giờ bắt đầu nó mới duyệt. Tại kỷ lục mình chỉ đề xuất ra Việt Nam, mình chỉ có quyền đề xuất thôi chứ không có người nó bầu cử được. Thì anh giống như là châu Á thì mấy nước châu Á đây là diện người hai người về, giờ người ta bây giờ nó chấp nhận đàng hoàng, người ta mới diệt cử. Còn bắt đầu thế giới á thì chủ tịch thế giới ông mang về, ta đi tham quan và ta lấy cái máy ta đo. Lấy cái máy ta đo cái độ đất nữa và ta kiểm định đàng hoàng và người đếm số lượng. Nhưng mà đợt đó người ta đếm anh ba ngày mà 3 ngày mà tới 9 giờ đêm mà chưa xong và người ta diệt cho anh luôn. Cái Việt Nam mình đó là chỉ có đề cử đây. Em được biết là mình phải đạt những cái tiêu chuẩn gì. Đúng có rồi. Rất là nhiều người tham gia đúng không Tường? Đúng rồi. Mà anh lại đạt kỷ lục Guinness. Tại vì đặc trưng cái là tại vì cái gốm sứ ít ai mà giống như anh. Anh chơi đủ chủng loại từ thế kỷ đầu đến thế kỷ 20 và số lượng nó nhiều quá. Anh em chơi đồ cổ thì chơi rất là nhiều. Nhưng mà người ta chơi đồ tàu hay là đồ lách heo hay đồ biên hoàng, ta chơi cái chủng loại nào một hai chủng loại thôi. Còn anh Tường nó chơi từ đầu mình tới đuôi luôn. Nên thế giới mới công nhận cho anh. Bao hết luôn. Cả nhà ơi, đoàn kỷ lục Guinness thế giới mà phải mất tới 3 ngày 3 đêm mới có thể đếm được hết cái số cổ vật của anh Tường. Anh Tường ơi, vậy thì trong cái ban giám khảo này mà để thẩm định á, là có ai mà chuyên gia trong lĩnh vực không ạ? Cái đó phải có em. Dạ. Tại vì trước khi
trong một cái môn gì đó mà được đậu lên cái lục thế giới hay cái lục châu Á, thì giống như môn thể thao á thì thể thao giỏi thì người ta có phải kiểm định đồng vàng, giống như mình đâu biết được. Thì bóng đá cũng vậy, và đồ gốm sứ anh cũng vậy, gốm sứ thì phải có chuyên môn về ngành gốm sứ và người ta mới mang cái máy đo qua đo đất đó, thì người ta mới biết được là anh Tường là siêu tầm gốm sứ. Kiểm định mà xuống kỷ lục thế giới là người ta kiểm định anh 3 lần. Ba lần anh mới đạt được kỷ lục 3 lần. Kính thưa các bạn, là với một niềm đam mê và với một sự nỗ lực không ngừng nghỉ thì anh Tường sẽ đã đạt được lên đỉnh của thế giới, là một trong những người mà đạt kỷ lục Guinness của thế giới. Và nhìn vào những cái tác phẩm của anh Tường, những cái đồ gốm cổ, những cái đồng nồi đồng cối đá, đây không chỉ là những cái món cổ vật mà còn là tuổi trẻ, là thanh xuân, là cả tiền bạc của anh Tường. Em cảm ơn anh Tường rất là nhiều. Cái mà em quý ở anh á là em nhìn thấy cái lịch sử, cái văn hóa nó trong cái kho tàng của anh. Và cái đam mê của anh á là hiếm người lắm. Bây giờ thiệt sự là nhiều người á mà nói là để sở hữu một cái kho như thế này mà bảo người ta bỏ ra vài chục triệu thôi thì người ta cũng có khi cũng đắn đo bởi vì người ta không nhìn thấy được cái giá trị nằm trong đó. Nên là em hy vọng là cái mơ ước của anh đó là về việc mở một cái viện bảo tàng, một cái nơi trưng bày để giáo dục lịch sử cho lớp trẻ thì nó sẽ sớm thành hiện thực. Và nếu mà khán giả Độc Lạ Bình Dương mà muốn hợp tác với anh thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Đinh Công Tường nha các bạn. Rồi qua số điện thoại 085 252566 Đinh Công Tường. Lúc nào cũng tiếp đón tất cả anh em toàn miền đất nước. Các bạn cảm thấy đây là một cái kho giá trị và đáng lưu giữ thì các bạn chia sẻ giúp cái Phú này ha, để đến những người cần thiết. Cảm ơn các bạn.